Chào các bạn, đây là một bác 55 tuổi. Bác này rất là sợ hãi những cái đau đớn, những cái khó chịu trong khi nội soi. Lựa chọn nội soi đại tràng gây mê là một cái lựa chọn hợp lý nhất. Mời các bạn theo dõi ca. Qua hậu môn là đến trực tràng. Nhìn thấy đường chúng ta đưa dây đúng theo nguyên tắc. Đấy, đường đi đang vị trí đằng 7-8 giờ đây, 8 giờ đây. Có hết từ dịch. Xuống vị trí 8 giờ. Đường đi đang ở vị trí 7 giờ. Ta hơi áp máy và xoay dây ngược chiều cực. Ngược chiều kim đồng hồ là sẽ tiếp cận được. Xoay dây. Đến đây. Đến đại tràng Sigma thì đoạn này là đoạn di động nhất, khó nhất ở đây. Đường đi là vị trí 11 giờ đây. Chúng ta sẽ áp dây và đẩy dây. Nếu mà tỉnh là sẽ đoạn này bệnh nhân sẽ có xuống đau. Đây đường đi đây. Này là cái vị trí đường đi, là vị trí đang 3 giờ đấy, đang có bóc ở đây, đưa dây đây. Sẽ gặp khó khăn đây, nếu tỉnh sẽ đau đoạn này, chúng ta không thấy đường, chúng ta rút lại một chút, xác định lại cái đường đi đây, vẫn đúng cái đường đi đấy. Không được, nếu tiếp tục đẩy chúng ta thì kháng được, không cố đẩy chúng ta rút dây là xoay dây theo xem qua cái đoạn đấy không, chúng ta xoay dây theo chiều kim hồ xem qua được cái đoạn nào. Không được, đoạn này là cái đoạn gấp bóc ở trước mang rồi, đi nó đã xoay sang đến vị trí đây đang đồng 7-8 giờ, bơm nước cho nó mở ra được không. Đây là vị trí 7 giờ đây. Đây là chỗ đang 3-5 giờ đấy. Qua được cái đoạn ấy rồi. Qua đây là đang ở trong đại tràng trái đây. Ở đây qua đấy là đi nửa chặng đường rồi. Nó rút dây là đưa dây là đi theo như này là đã hết cuộn rồi. Dịch ứ động, có hết cái dịch ứ động. Đường đi đoạn này hơi vào góc một chút. Dịch cái vẻ chưa sạch, dịch vẫn còn ánh vàng. Hơi áp dây để chúng ta tìm đường đi đây, vị trí 11, 12 giờ đây. À, hơi áp dây mà chúng ta đẩy. Hoặc gây mê thì không sợ bệnh nhân đau, nếu vào tỉnh là đoạn này đưa dây, đẩy dây là sẽ đau. Có hết cái dịch ứ động. Chào mắt này cũng khá là gập góc. Qua đây nó là vị trí 6 giờ đây. Hơi đau máy và chúng ta thử rút dây xem. Xoay dây theo chiều kim hồ xem. À, đây là vị trí đồng 3 giờ. Chưa được, đây. Đẩy nó đang không đi, nó đang tạo cộng đồng. Đấy, đi rồi. Vào đây, rút dây. Tạo một đồng đấy để cố gắng qua thằng ấy, chúng ta rút dây luôn. Rút đã tụt thì thôi, chưa rút. Đẩy tiếp. Đến chỗ này là có vẻ như là đến đại tràng ngang đây. Đến đại tràng ngang này chúng ta rút dây. Tụt mất rồi, không được. Đang ở vị trí. Xoay thêm, chiều kim hồ tiếp cận. Có hết cái dịch rồi đó. Cái dịch ứ động rồi đó. Để dây lại về vị trí trung tính này, chúng ta tìm hướng đi rút dịch ra dây.
đường đi đây. Có vẻ như là đây đúng là đang là lại chắn ngang đây rồi. Chỗ này có vẻ như là gốc phẳng đây. Rút dây nó không tiến lên. Đẩy dây. Đây rồi, nhìn thấy đường đi. Vẻ như vào đại tràng phải rồi. Thôi đợi. Đây cọc của Trang bây giờ. Mời người nhà vào nhé. Cái đất dịch của động. Góc vừa thừa đây. Đây là nơi cuối cùng của đại tràng. Bác ơi, đây là nơi cuối đại tràng cuối cùng của bác ý rồi. Mời bác vào quan sát cùng, có tổn thương thì bác sĩ sẽ chỉ cho. Bác ý vẫn đang ngủ cho nên là không biết gì cả. Góc ruột thừa đây. Đấy là cái góc ruột thừa, là nơi cái tận cùng của cái đại tràng bác ạ. Đây là cái nơi ruột non này, chỗ ruột non nó đang. Cái van này là cái van hồi khanh tràng, van bô hanh. Chưa đã có tổn thương gì cả bác ạ. Qua đây là vào ruột non bác ấy, vào ruột non. Nên mà cái ruột non ở hồ tràng nó sẽ khác hẳn bên đại tràng bên ngoài. Ruột non nhưng mà cái này cũng tốt bác ạ. Chụp cái ảnh ở đây. Chỗ đấy là cái giải phẫu bình thường bác ạ. Đấy là ruột non nó đổ vào đấy. Ruột non sau khi nó hấp thụ hết các chất dinh dưỡng rồi sẽ đẩy những cái cặn phân vào lòng chỗ hồ tràng này. Đây, còn mấy cái polyp ở sau. Ngay sát cái mép van là phía mép sau này, có vẻ như có cái polyp. Xem có đúng không? Vị trí này là vị trí khó tiếp cận. Đây là cái polyp. Cái này sẽ rất. Vị trí này rất là khó cắt. Đấy. Còn dịch này. Cái này bắt buộc phải dùng cái kìm sinh thiết dễ tiếp cận. Cái này nhu động nhiều này nó sẽ rất là khó. Hai cái nhỏ. Nó có vẻ như nó cái clip tuyến này rất là khó để quan sát nó gần đấy, ruột non lại nhu động nó nhiều này, quan sát thật khó, nó không đứng yên một chỗ. Cái vị trí này rất là khó khăn để tiếp cận. Nhu động nhiều quá. Ôi dồi, nhu động nhiều quá. Thực sự là một cái khó. Kéo gì đến rút đây. Đợi nó qua cái nhu động. Đẩy vào. Xuống lùi một chút. Đó. Mở gần được. Đẩy vào đi, đẩy vào, đẩy vào, đẩy vào. Đóng, đóng. Mở. Kéo lùi lại. Đây ra đây.
mà sự là đoạn này nó quá nhiều cái thử thách này. Không là gì, nó nhiều động liên tục ra như này này. Tiếp cận được nó nhiều lần. Rút đuôi ra đi, sát, đẩy vào, đóng, nhanh nhanh, này dễ đứt, đợi được khoảng nhiêu động, con này nó nhỏ, đốt, bỏ tay ở chỗ đấy em đừng chậm, bỏ tay. Dưới một chút nữa xem. Đây vào đây. Mở đi. Đây vào nhé, đây. Đây vào đọc. Cơ hội là nó lại rồi ra đấy nữa thì sẽ rất là khó. Cơ hội trước có cơ hội phải thật nhanh. Ở cái vị trí mà rút lui đã nó quá. Ước lượng cái nó hơi quá, mình rút lui lại. Mình đóng hơi chậm rồi đấy. Từ từ quá rồi. Lại. Đó. Nhiều động nhiều cho nên là nhìn thì rất là nhỏ, đơn giản thôi, nhưng mà đây là góc phải.
hơi gò vấp. Có hết cái gì cử động. Rồi, đoạn chéo ngang. Nhưng mà về tốt. Bơm hơi lên là giãn. Có thắt nhiều cho nên là bơm hơi từ bấy giờ chưa giãn. Nhu động. Sigma nên mà về hoàn toàn tốt. Sigma nên mặc lại tràng Sigma như này đẹp đấy, không có tổn thương gì cả. Và tràng mòn này chị đường được chị nội đấy, họ mòn tốt rồi. Xong rồi bác ạ, có hai cái polyp nhỏ đấy thôi, có hai cái polyp đấy thôi bác ạ. Được.